Chào các bạn. Vừa rồi thì có rất nhiều trường hợp các bạn gọi điện và tư vấn về một số cái vi phạm giao thông. Thì có một số là bị phạt oan, còn có một số là do chúng ta thật sự chúng ta không hiểu rõ về luật và chúng ta vi phạm. Thì thật sự là công việc của học lái xe không có cũng rất là nhiều. Không thể nào mà tư vấn hay cặn kẽ cho các bạn từng bạn được. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái video này để chia sẻ những cái vấn đề về cái luật giao thông mà thực tế hàng ngày chúng ta đang áp dụng. Thì từ ngày 1 tháng 11 2016 đó thì thông tư số 6/2016 đó của Bộ Giao thông Vận tải đó thì có cái quy định về cái quy chuẩn 41 thì nó có một số thay đổi ha, thì chúng ta phải nắm bắt được để chúng ta và tham gia vào giao thông cho nó tốt và khi mà có xảy ra cái sự phạt oan thì chúng ta sẽ có biết cách để tranh luận ha. Rồi thì bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ hiểu về cái làn đường ha, cái làn đường và cái vạch kẻ đường và cái làn đường đó. Thì bây giờ theo thông tư 41 ha, thì vạch cái đường bây giờ là chúng ta sẽ có hai màu, và màu vàng và màu trắng. Thì những cái vạch cái đường màu vàng, đây là những cái vạch cái đường màu vàng ha, nó màu vàng. Vạch cái đường màu vàng là vạch phân định hai chiều xe chạy riêng biệt. Do đó khi các bạn thấy vạch cái đường màu vàng ở giữa đường, tức là các bạn đủ hiểu đó là một cái đường đường hai chiều. Rồi vạch cái đường vàng thì nó có những cái loại như thế này ha, thì các bạn lưu ý nè, đây cái loại đầu tiên này, cái loại này là vạch đứt khoảng. Như vậy là chúng ta sẽ được lấn qua khi cần thiết, chúng ta được quyền đè vạch, được quyền lấn qua khi cần thiết. Rồi vạch cái đường liền và cái đường đơn liền thì tất nhiên là chúng ta không được lấn qua. Và cái vạch này sẽ bố trí ở những đường mà chỉ có từ mỗi bên có dưới hai làn đường. Còn vạch cái đường đôi như thế này vạch cái đường đôi như thế này nè, thì là những dòn dành cho những cái đường lớn từ mỗi bên có hai lên trở lên. Thì hai vạch cái đường đôi liền với nhau thì tức là hai bên đều không được quyền lấn qua. Rồi còn vạch cái đường này thì cái bên trái chúng ta được quyền và bên đây chúng ta được liền lấn qua, nhưng bên phải thì chúng ta thì không được liền lấn qua trái. Rồi còn tương tự vạch cái đường màu trắng, vạch cái đường màu trắng thì nó sẽ là cái vạch kẻ để phân làn đường trên một chiều làn đường xe chạy. Thì vạch đứt khoảng là chúng ta được quyền lấn qua. Còn vạch liền này thì chúng ta được không được liền lấn qua, tức là không được quyền đè. Thì cái đường liền thì nó sẽ có hai loại, là vạch 2.1 hoặc 3, xin lỗi, vạch 3.1 và vạch 2.2. Chút xíu gọi lại đi bên này, đang bận rồi, chút xíu gọi lại sao. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích ha, chúng ta sẽ phân tích từng loại đây. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ phân tích kế hoạch 2.2 rồi vạch 2.2 tức là vạch kẻ đường liền ha. Đây chính là vạch 2.2. Như vậy chúng ta thường thấy là ở những cái ngã ba ngã tư ha, ở những cái ngã ba ngã tư thì vạch cái đường là luôn là vạch 2.2, tức là khi ở ngã ba ngã tư thì chúng ta sẽ sắp xếp xe lại cho có trật tự chút xíu. Và các bạn lưu ý nè cái thông tư này đã quy định rõ ràng nè, từ ngày 1 tháng 11/2016 ha, đây chúng ta có thể là bị phạt tiền tới 200.000 khi đè vạch 2.2. thì theo quy định nè, theo định chuẩn mới 41 nè, không được phép đè lên vạch liền dùng để phân chia các làn xe cùng chiều. Nếu tôi đè lên vạch có thể bị phạt là đến 200.000 đồng. Như vậy chúng ta sẽ nhớ vấn đề này. Như vậy thì chúng ta thấy là một chạy trên một đoạn đường, chúng ta thấy là vạch đứt khoảng là chúng ta được quyền đè lên, nhưng khi tới ngã ba ngã tư vạch nó luôn là xe liền lại, thì lúc đó chúng ta phải lại chạy trong một làn đường của mình. Rồi lưu ý một vấn đề đó. Rồi như vậy thì theo cái quy chuẩn đó, thì chúng ta sẽ bị phạt như thế nào, bị phạt cái lỗi gì? Cái lỗi của chúng ta là
không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu và vạch kẻ đường, như vậy mức phạt là từ từ 100 đến 200 ngàn đồng. Và cái mức phạt cái vi phạm này là đa số tôi thấy thấy ngoài đường các bạn là rất dễ dính vô cái vi phạm này. Rồi chúng ta qua tiếp theo là chúng ta sẽ qua vạch 3.1. rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, đây là một cái đường mới ha, là một cái đường mà làm theo quy chuẩn 41 nè. Vạch kẻ đường ở giữa là vạch kẻ đường đứt khoảng và màu vàng, tức là phân định hai chiều xe chạy riêng biệt. Rồi vạch này chính là vạch 3.1, chính xác vạch này là vạch 3.1a. vạch 3.1, vạch 3.1 thì có 3.1a và 3.1b. 3.1b là các những cái vạch đứt khoảng ha, vạch 3.1 mà đứt khoảng, còn vạch 3.1a là những cái vạch liền như thế này. Thì trong trường hợp này vạch 3.1a này đó là cái vạch là phân định giữa hai làn thô sơ và xe cơ giới. Đây, chúng ta sẽ thấy đây là làn thô sơ và đây sẽ là làn cơ giới. Thì theo một cái quy định đó, thì chúng ta phân biệt xe thô sơ và xe cơ giới như thế nào. Chúng ta chỉ nhớ trong đầu gì cho dễ hiểu nè. Xe cơ giới là những xe có gắn động cơ ha, kể cả xe đạp điện. Còn xe thô sơ là những cái xe giống như không có gắn động cơ, như xe đạp, xe xúc, xe kéo, và giống như xe đạp máy. Xe đạp máy là chiếc xe của Mr. Bean chạy trong cái video, cái phim của anh, của ông ta đấy. Rồi thì bây giờ nè, như vậy thì đây là làn cơ giới. Như vậy thì xe Honda, xe gắn máy là thuộc dạng là xe cơ giới. Thì chính xác là xe cơ giới phải chạy làn đường này. Làn đường này, chính xác là chạy làn đường này. Còn làn đường này là xe thô sơ. Nhưng xe cơ giới chạy trong làn đường này có vi phạm hay không? Các bạn cần phải lưu ý nha. Nếu nói vạch này là vạch 3.1a, phân định giữa xe cơ giới và xe thô sơ, như vậy thì xe gắn máy chúng ta sẽ được chạy trong cơ giới, là chuyện này không bàn cãi. Và các bạn rất là hay bị phạt quan vấn đề này ha. Các bạn bị phạt quan là chạy xe lên hoặc là lớn tiếng gì đó ha. Thật sự các bạn không vi phạm ha. Mình phải cứng cái chỗ này, là mình phải hiểu đây là vạch 3.1a, phân định giữa thô sơ và tôi là cơ giới, thì xe tôi là xe cơ giới, tôi chạy lên này là đúng không sai. Rồi cái vấn đề quan trọng là như thế này. Nếu nói vạch 3.1a này phân định giữa thô sơ và cơ giới, như vậy thì cái anh này, anh chạy trong làn thô sơ là đúng hay sai ha. Thì theo một cái quy định, nếu chúng ta là phân làn xe cơ giới chạy riêng ra và xe thô sơ chạy riêng ra, thì bắt buộc ở dưới đường ha, sẽ có cái biểu tượng là hình xe đạp, vẽ đường là hình xe đạp, hoặc là viết chữ, vẽ chữ xe đạp ở dưới phần đường đó luôn ha, tức là cái biển 4.12H này, tức là phân định làn đường dành riêng cho xe đạp và các loại xe thô sơ khác. Nhưng mặc dù có cái đường này, có biển này và có cái biểu tượng xe đạp ở dưới, thì xe cơ giới vẫn được quyền lấn qua ha. Khi tại vì thí dụ như khi chúng ta muốn tắt xe lề thì chúng ta lấn qua, nhưng mà lúc đó các bạn nhớ là phải có cái xi nhan phải. Còn một số trường hợp thì người ta lại vẽ là xe gắn máy và xe đạp luôn. Gắn máy là xe đạp, tức là xe gắn máy ha, là xe bánh của mình được đi vào chung cái làn thô sơ đó. Còn cái trường hợp mà người ta không vẽ, giống như trường hợp vừa rồi không vẽ thì các bạn hiểu ha, không vẽ thì các bạn hiểu là xe cơ giới và xe đạp được quyền đi chung lên theo thô sơ này. Còn nếu mà muốn tách riêng cái làn này để dành cho xe thô sơ thôi, thì sẽ phải vẽ một hình chiếc xe đạp và phải có, đồng thời phải kết hợp là cái chữ, viết chữ xe đạp ha, nằm ở dưới mặt đường. Rồi như vậy tất cả các xe trong trường hợp này, các bạn vừa thấy nè, tất cả xe trường hợp này không có xe nào vi phạm cả, tất cả đều là đúng điều hết ha. Rồi để hiểu rõ hơn thì mình sẽ dẫn chứng ha, dẫn chứng trên những cái trang mà uy tín đây, những cái trang mà uy tín của những cái trang rất là uy tín. Thì bây giờ
Đây một phần này thì anh này đã phân tích rất kỹ đây. Rồi đây mình sẽ lấy lại cái điều số cái điều khoản g điều 1.3 thì bây giờ này quy định nè, khi tách làn xe cơ giới và the xô sơ riêng thì phải sử dụng biển báo hoặc kết hợp sơn chữ xe đạp trên làn the xô sơ. Xe chạy được phép đè lên vạch khi cần thiết và phải nhường đường cho the xô sơ. Như vậy chúng ta sẽ thấy là khi muốn tách ra là xe cơ giới và the xô sơ thì phải là sao? Phải sử dụng biển báo hoặc kết hợp sơn chữ xe đạp trên phần đường thô sơ. Còn những trường hợp giống như quốc lộ chúng ta thấy là không có biển báo nè, rồi cũng không có đường, không có vẽ cái xe đạp xuống dưới, thì chúng ta sẽ hiểu là như thế nào? Chúng ta sẽ hiểu là được đi cả xe cơ giới, được đi cả hai len. Các bạn phải hiểu là xe cơ giới được đi cả hai len này. Rồi như vậy cái phần này á, thì mùa Tết này á, thì rất là nhiều trường hợp sẽ bị xử lý ha. Xử lý có thể là do chúng ta vi phạm, hoặc là có thể là do chúng ta làm vi phạm, hoặc là do chúng ta bị phạt quan, thì các bạn sẽ dựa vô cái này chúng ta sẽ xử lý. Đặc biệt là các bạn hai bánh, các bạn hai bánh rất, khi đặc biệt là khi chúng ta đi hai bánh là rất là dễ gặp trường hợp này. Thì như vậy chúng ta cần nắm bắt được rõ ràng đây là vạch 3.13 và xử lý như thế là đúng hết, tất cả các xe đều đúng. Rồi ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là về cái làn đường ha. Rồi làn đường thì nó cũng sẽ có những cái chuyện rất là hay, thì chúng ta sẽ phải phân tích kỹ vấn đề làn đường hơn nữa. Thì này nó đặc thù của làn đường là nó dính nhiều hơn xe ô tô nhiều hơn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, đó chúng ta sẽ thấy từ ngày 1 tháng 11 thì đây là cái trang của báo giao thông Việt Nam, thì chúng ta sẽ thấy cái màn hình này nè, bắt đầu từ 1 tháng 1 theo thông tư số 6/2016 ô tô màu xanh sẽ không bị bắt lỗi, không bị bắt lỗi vượt phải, nhưng khi vượt phải chúng ta vẫn có khả năng chúng ta sẽ bị vi phạm luật giao thông. Thì nó sẽ vi phạm mức độ là lỗi gì thì video sau tôi sẽ phân tích kỹ vấn đề này, và tôi sẽ làm một cái video trực quan của những tuyến đường cụ thể ở trong Hồ Chí Minh luôn để cho các bạn dễ dàng nắm bắt. Rồi các bạn thấy hay thì các bạn sẽ xin vui lòng chia sẻ ha, chia sẻ cho mọi người xem và các bạn có quyền tranh luận trực tiếp dưới phần comment. Rồi các bạn nên subscribe và nên bấm thông báo để có những cái video tiếp theo thì chúng ta sẽ không bỏ qua. Rồi chào các bạn.